Trong tiếng Nhật thì thép ban là một tấm thép, còn iaki là thuật ngữ chung của cách chế biến nhiệt. Khi mà thực phẩm nguyên liệu mà được chế biến ở cái chảo teppanyaki thì nó giữ nguyên được cái vị, nó sẽ được thơm ngon hơn, không bị mất cái chất dinh dưỡng. Bò Wagyu của Nhật là một trong những món bò nổi tiếng thế giới. Cái thịt của nó có độ mềm cao, thơm ngon, và khi mà áp chảo trên cái mặt chảo teppan thì nó gợi lên những cái mùi thơm rất là đặc biệt. Vì gan ngỗng tự thân là một trong những thực phẩm thực hại, nên khi chế biến, việc thêm bất cứ các loại nguyên liệu nào khác cũng phải được tính toán rất là cẩn thận. Miếng gan ngỗng mềm mại như lụa sẽ được nướng một cách khéo léo, mặt ngoài vừa giòn tới, bên trong thì vẫn mọng nước, béo nhẹ. Trên teppanyaki, đầu bếp có thể chế biến những món ăn nổi tiếng thế giới như món sò điệp Hokkaido, món gan ngỗng của Pháp, bò Wagyu của Nhật. Những cái món ăn này nó thể hiện tính đương đại và hiện đại của quầy teppanyaki.